Thời gian tốt nhất để áp dụng luật hấp dẫn. Thời điểm lý tưởng để thực hành luật hấp dẫn là 15 phút ngay sau khi thức dậy. Ví dụ, bạn dậy lúc 5 giờ thì lúc 5 giờ 15 sẽ là thời điểm thực hành luật hấp dẫn hiệu quả nhất. Các phương pháp có thể thực hiện như là tưởng tượng 555 hoặc nghe những video khẳng định tích cực hoặc phương pháp lòng biết ơn. Vậy vì sao 15 phút ngay sau khi thức dậy là thời điểm thực hành luật hấp dẫn hiệu quả? 15 phút sau khi thức dậy thì các bạn vẫn còn đang cảm giác mơ màng, say ngủ. Trạng thái này gọi là trạng thái theta. Trong trạng thái theta, những hình ảnh mà bạn tưởng tượng hoặc những câu ám thị mà bạn sử dụng sẽ rất được phần tiềm thức chấp nhận. Các bạn cứ nhớ về hình ảnh mà đứa bạn của mình hay em của mình, lúc nó đang ngủ mà mình kêu nó dậy thì nó cứ lờ đờ. Mình kêu nó làm cái gì thì nó làm cái đó. Kêu nó há miệng thì nó há miệng. Kêu nó thay đồ thì nó thay đồ. Thì tiềm thức của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đưa câu ám thị nào thì nó sẽ chấp nhận câu ám thị đó. Thời điểm lý tưởng thứ hai là trước khi đi ngủ. Các bạn thực hành luật hấp dẫn xong, nằm xuống giường, nhắm mắt và ngủ. Lúc còn tỉnh táo thì phần ý thức của chúng ta, nó đóng vai trò như một người lính gác cổng vậy. Nó dùng lý trí, dùng những lập luận logic để đánh giá mọi suy nghĩ của bạn. Khi các bạn muốn đưa một câu ám thị xuống phần tiềm thức thì phải đi qua khâu xét duyệt của phần ý thức. Ví dụ các bạn có một câu ám thị là tháng này lương của tôi 20 triệu, thì phần ý thức sẽ nói là không khả thi đâu, sắp hết tháng rồi. Ở những thời điểm mà ý thức còn tỉnh táo thì hầu như nó sẽ bác bỏ tất cả những câu ám thị của chúng ta. Thì giai đoạn từ ý thức chuyển sang ngủ là giai đoạn chuyển giao giữa phần ý thức và tiềm thức. Lúc này ý thức sẽ nghỉ ngơi và tiềm thức bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn. Thực hiện những công việc như tái tạo lại năng lượng, sản sinh kháng thể, thải độc cho các cơ quan nội tạng, tái tạo lại những sợi cơ mới. Việc các bạn đưa những câu ám thị cũng như những hình ảnh mà các bạn tưởng tượng vào tiềm thức cũng vậy. Thời điểm giao ca giữa phần ý thức và tiềm thức sẽ là thời điểm lý tưởng nhất để những câu ám thị của các bạn đột nhập vào tiềm thức. Nhắm mắt lại và bắt đầu mơ mộng. Bạn làm được mà. Nhưng mà phải thật sự thật thà với bản thân là mình có muốn điều này xảy ra. Mình rất hạnh phúc vì điều này đã xảy ra. Nếu xảy ra điều này thì mình có cảm giác như thế nào đó. Và tuyệt đối không có những hình ảnh xấu xí và mang tính tiêu cực. Hoàn toàn là những hình ảnh tích cực thôi bạn nhé. Nếu biết thu xếp thời gian để thực hành luật hấp dẫn lúc đó thì sức mạnh của vũ trụ, của thiên nhiên sẽ trợ giúp chúng ta nhiều hơn.